Mobile AC là một cái loa di động dành riêng cho guitar và micro. Thì ở đây nó hỗ trợ các bạn về những cái effect mà chuyên dùng cho guitar, chẳng hạn như chorus. Chorus là một cái effect mà khi mà mình dùng guitar để hát là mình rất là cần thiết. Cái loa này nó cũng bao gồm, nó cũng có cổng audio stereo để các bạn có thể cắm vào, mở backing track lên, các bạn tập như các bạn tập solo thì bạn có thể mở backing track lên, hoặc là mình có thể chơi để hát với vocal cũng được. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem về guitar trước mắt là mình đánh một bài nhạc. Xài được pin 6 cục pin AA, mình có thể xài được khoảng 4 đến 5 tiếng. Mình có thể chơi ở nhà hoặc là mình đem ở công viên mình chơi với bạn bè, tụ tập mình đàn hát. Ngoài ra hai dòng loa này còn hỗ trợ cho người hát hai hiệu ứng là reverb và echo để giúp cho các bạn có giọng hát hay hơn và bay bổng hơn. Hiện tại hai dòng loa này đang có giá 5.010.000 ở tại Việt Thương. Thì dòng loa Mobile BA phù hợp hơn với keyboard vì nó có jack stereo, còn Mobile AC thì phù hợp hơn với guitar vì có những hiệu ứng dành riêng cho guitar. Nếu có thắc mắc gì cần tư vấn, các bạn có thể liên hệ với tôi. Số điện thoại là 0938 609660. Tôi là Tâm Nguyễn, chuyên viên guitar tại Việt Thương 369, phường 4, quận 3, Điện Biên Phủ. Nếu các bạn cần thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ fanpage Facebook Boss Việt Thương. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn. Nhớ like và share nhé.